cái buffet của công ty mình á, nên mới vô nên cũng không rõ về cái này lắm. À, đó là bữa trưa được tổ chức hàng tháng ở công ty á nè. À, mỗi người thì sẽ góp với nhau một món. Như vậy thì tất cả mọi người đều có thể thưởng thức các món ăn khác nhau. Ồ, sáng kiến này hay quá ha. Hay, nhưng mà mọi người đang lo lắng đó nè. Mọi người đang sợ bể xô. Các phòng khác á thì nấu các món ăn nhẹ hết rồi. Ví dụ như là sushi nè, xôi chiên và bánh lăng nữa. Còn phòng của My á thì chỉ có cơm thôi. Các món ăn mặn thì chưa có ai đăng ký hết. Món ăn mặn lại thiếu hả? Chắc nè phải làm một món ăn mặn ra mắt mọi người thôi. Cái gì đây? Món này chua chua nè, ngọt ngọt nè, dễ ăn lại dễ tiêu nữa. Nè cho My coi nè. Đó. Đầu bếp Thu Hà và MC Thanh Phương xin mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một món ăn được chế biến từ gà, mang hương vị mới lạ và không kém phần hấp dẫn. Món ăn hôm nay có tên gọi là gà xào chua ngọt. Để làm món gà xào chua ngọt, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 400g thịt má đùi gà, bắp non, ớt chuông, hành tây, đậu hòa lan, hành ngò, ớt băm, gừng cắt sợi, dầu hào, hạt điều rang, các gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu khâu sơ chế ha. Mình sẽ cắt phần bắp này ra vừa ăn. Ớt chuông này thì mình sẽ cắt hình thôi. Phần hành tây này mình cũng sẽ cắt miếng. Đó. Phần hành ngò này thì mình sẽ cắt khúc. Thịt gà này chúng ta mua về thì lạng bỏ xương đi ha. Cắt thành những cái miếng vừa ăn. Bây giờ mình sẽ ướp vào thịt gà. Chúng ta sẽ ướp vào trong phần thịt gà này gồm có các gia vị như sau: một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, nửa muỗng cà phê ớt hiểm băm, nửa muỗng canh gừng băm, một muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Thanh Phương và quý vị khán giả biết không, chúng ta sẽ ướp vào trong thịt gà giấm gạo Ajinomoto lúc này để giúp cho thịt gà khử mùi tanh và tăng thêm độ giòn đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào trong phần thịt gà này thêm một muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Sau đó thì chúng ta sẽ trộn đều phần thịt gà này lên. Thanh Phương thì quý vị khán giả cũng lưu ý là đối với lại gừng trong món ăn này thì chúng ta sẽ chọn gừng hơi non để nó không có bị quá cay. Như vậy thì quý vị khán giả chúng ta hãy lưu ý nhé, để cho thịt gà có vị hơi cay cay nhẹ nhẹ thì chúng ta nên lựa chọn gừng còn non. Như vậy thì món gà của chúng ta sẽ ngon hơn. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một bước nữa là chúng ta sẽ bắt một ít nước lên và luộc chín bắp và đậu Hà Lan. Sau khi nước sôi thì em sẽ cho bắp và đậu Hà Lan vào luộc chung luôn ha. Dạ. Và chúng ta luộc vừa chín thôi thì sẽ vớt ra. Dạ. Nước sôi rồi đó em Phương, bây giờ em luộc phần bắp và đậu giùm cô nha. Bây giờ thì đậu Hà Lan đã có màu xanh thật là tươi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xào thịt gà ha. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho tỏi vào. Xào cho thơm tỏi này lên. Khi mà tỏi thơm thì chúng ta sẽ cho thịt gà vào. Chúng ta sẽ tóc gà cho đều. Wow. Khi mà thịt gà săn rồi thì quý vị có thể cho thêm khoảng 1 đến 2 muỗng canh nước để cho thịt gà thật chín ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho tiếp phần bắp và đậu hòa lan vô. Tiếp theo thì cô cho phần hành tây và ớt chuông vô luôn. Chúng ta sẽ thêm tiếp vào đây là một nửa muỗng canh đường, một muỗng canh dầu hào và cho luôn phần gừng đã cắt sợi vào. Khi mà các gia vị đã chín đều hết thì chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Cô ơi, nhưng mà tại sao ở công đoạn cuối cùng này lại cho thêm một cái muỗng giấm gạo lên men hả cô? Thanh Phương và khán giả lưu ý là chúng ta sẽ cho giấm gạo lên men vào giai đoạn sau cùng là để cho các loại rau củ không bị mất màu. Cô cho luôn phần hành ngò này vô đảo đều. Như vậy là xong rồi. Hấp dẫn quá, màu sắc rất là đẹp. Chúng ta sẽ trình bày món ăn này ra đĩa nha. Rồi. Chúng ta sẽ rắc lên đây một ít hạt điều. Còn hạt điều đó hả cô? Đúng rồi. Cuối cùng thì cô sẽ đặt lên đây một miếng ớt cắt sợi ha. Dạ. Một cọng ngọt. Nhìn thôi là em đã cảm thấy rất là muốn thưởng thức rồi đó cô ơi. Rồi, sẽ ngon hơn nếu như em chấm với nước tương nữa ha. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì cô sẽ mời Thanh Phương thử món ăn nha. Rồi,
cô mời Thanh Phương. Dạ, em mời cô. Thanh Phương phải thưởng thức ngay thôi. Thanh Phương thấy món ăn như thế nào? Một cái vị rất là tuyệt. Cái vị chua chua ngọt ngọt nè, pha lẫn với lại vị mặn mặn nhẹ nhẹ nè, tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo thêm một cái hương vị mới lạ cho món ăn. Quả thật nhờ cái sự khéo léo và thêm vào đó những cái giấm gạo lên men Ajinomoto nè, nhờ một số cái loại hạt nêm như Asingon đã làm cho món ăn thêm phần đậm đà và hấp dẫn hơn đó cô Hà. Thanh Phương cảm thấy rất là kết món cà xào chua ngọt này rồi đấy ạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy trổ tài thực hiện món gà xào chua ngọt cho bạn bè cũng như những người thân cùng thưởng thức. Chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều những lời tán thưởng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi thư từ góp ý cũng như những thắc mắc của quý vị liên quan đến vấn đề bếp núc, quý vị hãy gửi thư về hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 0838237557, hoặc truy cập vào trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến với trang web của chương trình. Ngoài ra, nhân tiện đây thì chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với chương trình và đặc biệt là ủng hộ cuộc thi Trổ Tài với Món Ngon Mỗi Ngày, và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ luôn đồng hành cùng với những hoạt động của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Thu Hà cùng với Thanh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.